Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh mắc mút. Theo Bộ Y tế, đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao, 50% có thể lên tới 88%. Để chủ động phòng chống dịch bệnh Marburg không để lan truyền vào Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh tại cộng đồng và cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để điều tra dịch tễ. Lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực châu Phi trong vòng 21 ngày. Đồng thời phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur lấy mẫu để xét nghiệm chẩn đoán, quản lý ca bệnh nếu có và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng.